Thưa quý vị, sáng hôm qua ngày 20 tháng 11, tại trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, Tăng Ni Sinh đã tổ chức lễ tri ân chư tôn đức giáo thọ sư nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 với chủ đề theo dấu chân xưa. Quang Lâm chứng minh buổi lễ có hòa thượng Thích Từ Thông, thành viên hội đồng chứng minh, hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, hòa thượng Thích Thiện Tâm, phó chủ tịch hội đồng trị sự, phó hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học thành phố, thượng tọa Thích Giác Trí, Phó Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học thành phố, Thượng tọa Thích Minh Thành, Chánh Văn phòng Trường Trung cấp Phật học thành phố, cùng Chư Tôn Đức Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn, Ban Giám thị và hơn 1.000 tăng ni sinh các khóa tham dự buổi lễ hôm nay. Tất cả tăng ni sinh Trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ tri ân chủ đề theo dấu chân xưa với ý nghĩa phát nguyện theo dấu chân từ bi, trí tuệ và giải thoát của Đức Phật. Nguyện theo dấu chân vì sứ mệnh tiếp dẫn hậu lai, Báo Phật ân đức cùng với hành nguyện hoàn hóa độ sanh, hoàn truyền chánh pháp để màng mạch Phật pháp luôn có những thế hệ tiếp nối. Các bậc tôn đức lãnh đạo giáo hội và các bậc tôn đức vì lý tưởng giáo dục đào tạo tăng ni cùng hướng tất cả trở về với châm ngôn học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Tiếp nối chương trình hòa thượng thích tiền tâm, thượng tọa thích minh thành đã đại diện dân linh cúng dường hòa thượng hiệu trưởng tràng hoa để tỏ lòng tri ân và chúc cho Hòa Thượng Pháp Thể Kinh An phúc thọ niên trường để luôn luôn là cây đại thọ cho Tăng Ni Sinh nương theo tu học. Tại buổi lễ Tăng Sinh Thích Trung Thiện, đại diện Tăng Ni Sinh Trường Trung cấp Phật học quận 9 đã có đôi dòng cảm niệm dâng lên Chư Tôn Đức Giáo Thọ Sư. Dịp này, Hòa Thượng Hiệu trưởng đã ban lời huấn từ gửi đến Tăng Ni Sinh các khóa. Hòa Thượng mong muốn toàn thể Tăng Ni Sinh khóa trước cũng như khóa sau nỗ lực tu tập cho thật tốt, đúng với tinh thần chánh pháp, với lời huấn từ sâu sắc, đầy lòng từ bi của Hòa Thượng đã tiếp thêm cho Tăng Ni Sinh có thêm động lực và sức mạnh để ngày càng vững bước trên lộ trình tu nhân học Phật. Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chư Tôn Đức Ban Giám Hiệu và Quý Giá Thọ Sư, Tăng Ni Sinh các khóa đã dâng lên những vật phẩm cúng dường, đồng thời nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ cho Chư Tôn Đức Pháp Thể Kinh nàng Tuệ Đăng Thường Chiếu.